Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Israel đã tiếp tục không kích thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza, sau lời cảnh báo sẽ triển khai quân đội tới khu vực có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn này. Các vụ không kích diễn ra trong bối cảnh các nước khu vực và phương Tây đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận tạm ngừng bắn và phóng thích con tin giữa Hamas và Israel. Theo giới chức y tế Gaza, cuộc không kích mới nhất đã khiến 97 người thiệt mạng, 130 người bị thương, san bằng một thánh đường và phá hủy nhiều nhà cửa. Israel đã không kích Rafah nhiều lần trong vài ngày qua. Trước đó, Israel cũng cảnh báo sẽ triển khai chiến dịch trên bộ tại Rafah vào tháng tới, nếu Hamas không trả tự do cho những con tin còn bị giam giữ ở Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan, dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Cộng đồng quốc tế đã cảnh báo thảm họa nhân đạo nếu Rafah bị tấn công. Các nước đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột, gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập, đều đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Liên quan đến quá trình đàm phán, trong đêm 22 tháng 2, nội các chiến tranh Israel đã thông qua quyết định cử phái đoàn tới Paris, Pháp, nhằm nối lại cuộc đàm phán về con tin và lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas qua sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Quyết định được đưa ra sau khi phong trào Hamas thể hiện sự linh hoạt liên quan đến các điều khoản về một thỏa thuận khung do phía Mỹ xây dựng.